Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên, chương trình thứ ba ngày 27 tháng 6 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri các huyện Quái Châu, Văn Giang, Yên Mỹ và Ân Thi. Xã Hải Triều huyện Tiên Lữ vận động nhân dân tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Xã Hồng Nam thành phố Hưng Yên bắt đầu thu hoạch nhãn sớm và bán với giá cao. Nhiều hộ nông dân ở xã Phú Tịnh huyện Kim Động đưa bỏ sữa cho hiệu quả kinh tế cao. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai huyện Yên Mỹ, Văn Giang Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu và cử tri đã được nghe kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2017. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Cử tri hai huyện Yên Mỹ và Văn Giang đánh giá cao chất lượng của kỳ họp quốc hội vừa qua, đồng thời bày tỏ những ý kiến kiến nghị về các vấn đề như khẩn trương lắp đặt hệ thống biển báo giao thông trên các tuyến đường khu vực Cầu Lác thuộc địa bàn xã Giai Phạm, xem xét đầu tư hệ thống tưới tiêu khi tiếp nhận doanh nghiệp vào địa bàn xã Giai Phạm, điều chỉnh mức thu phí giao thông trên quốc lộ 5, sớm có giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trên các tuyến sông Bắc Hưng Hải, sông Cầu Treo tăng cường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp xả nước thải ra khu vực dân cư, sớm thu hồi đất của các doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động. Đồng chí Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trân trọng cảm ơn tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri hai huyện Yên Mỹ, Văn Giang, trực tiếp giải đáp nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc, đồng thời ghi nhận các ý kiến của cử tri để phản ánh với Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới. Cũng hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội cùng tổ đại biểu số 7 và số 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri của huyện Khói Châu và Ân Thi. Sự buổi tiếp xúc của ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ông bà là lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Cử tri huyện Quế Châu kiến nghị quy định tinh giản biên chế gây khó khăn trong ngành giáo dục do số lượng giáo viên thiếu trong khi số lớp và số lượng học sinh tăng mạnh, nhất là ở cấp tiểu học và trung học cơ sở công ty sản xuất gạch R Việt Nam đóng trên địa bàn xã Tân Dân gây ảnh hưởng đến diện tích canh tác của bà con. Đề nghị Quốc hội xem xét giảm số tuổi người cao tuổi được hưởng trợ cấp. Tại huyện Ân Thi, cử tri kiến nghị tình trạng xe quá tải làm hỏng đường giao thông ở xã Tân Phúc, ô nhiễm nguồn nước sông Kim Sơn, sông Cửu An gây ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động canh tác của bà con. Đề nghị cấp trên tiếp tục hỗ trợ các địa phương làm đường giao thông nông thôn. Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cần nâng cao vai trò trách nhiệm, bám sát dân, không ngại va chạm, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc tại cơ sở để phản ánh với cấp có thẩm quyền. Thời gian tới, các địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong vùng quy hoạch gắn với bảo vệ môi trường tăng cường công tác quản lý đất đai, trong đó cần thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Để mạnh xử lý đất dư dư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ quá tải, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Sáng nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015-2020. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy khối đã kịp thời triển khai học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh ủy, ra quyết định kết nạp Đảng cho 40 quần chúng ưu tú, công nhận đảng viên chính thức cho 35 đảng viên dự bị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu trong thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy khối cần tập trung thảo luận hàng tháng, hàng quý để triển khai nghị quyết, tích cực triển khai học tập các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, phải làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra giám sát trong đội bộ đảng. Cần có nghị quyết để lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Các đảng ủy cấp cơ sở phải đảm bảo vệ sinh an toàn cho người lao động, lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ người nghèo, quỹ trẻ em và tham gia tốt các phong trào địa phương thưa quý vị và các bạn thực hiện chương trình công tác dân vận năm 2017 sáng nay tại trường chính trị Nguyễn Văn Linh ban dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn việc thực hiện quy chế dân chùa cơ sở công tác tôn giáo và phong trào thi đua dân vận khéo năm 2017 sự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo quy chế dân chùa cơ sở công tác tôn giáo và phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Tham gia lớp học là các thành viên trong ban chỉ đạo, lãnh đạo phụ trách công tác dân vận cơ sở, ban ngành, mặt trận tổ quốc, trưởng ban dân vận các huyện ủy, thành ủy, phòng PV28 công an tỉnh, phòng chính trị bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ban tuyên giáo đảng ủy khối các cơ quan, ban tuyên giáo đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Hội nghị tập huấn với năm nội dung được triển khai theo các chuyên đề về công tác dân vận hai là công tác dân vận của chính quyền, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ba là thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, bốn là công tác dân vận đối với đồng bào theo đạo, năm là những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận trong thời gian tới. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đề nghị ban dân vận và ban tổ chức lớp tập huấn tập trung truyền đạt các nội dung kiến thức gắn với thực tế địa phương, giúp các học viên tiếp thu dễ hơn và vận dụng tối đa vào từng vị trí chức năng, nhiệm vụ của mỗi người để nâng cao hiệu quả làm việc nâng cao các phương pháp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện chỉ thị số 02 và kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép vi phạm hành lang D và các công trình thủy lợi xã hành chiều huyện Tiên Lữ đã tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động để người dân tự nguyện tháo rỡ các vi phạm. Theo giả soát, Xã Hải Triều có 5 hộ vi phạm hành lang đê sông Luộc và trên kênh T2 Triều Dương. Các vi phạm tập trung chủ yếu là lấn chiếm hành lang đê, kênh để trồng cây, xây các công trình phụ chăn nuôi, xây tường bao. Ngay từ đầu tháng 5, xã đã thành lập Ban giải tỏa các vi phạm, tới từng hộ gia đình tuyên truyền vận động và ký cam kết tự nguyện tháo rỡ, phá bỏ các công trình vi phạm, xong trước ngày 30 tháng 6 đến nay cả năm trên 5 hộ đều đã tự nguyện tháo rỡ toàn bộ các vi phạm trở lại hành lang đê và hành lang công trình thủy lợi. Hiện nay một số hộ trồng nhãn ở xã Hồng Nam, thành phố Hương Yên đã bắt đầu cho thu hoạch nhãn sớm và được bán với giá cao. Hiện ở xã Hồng Nam có trên 10 hộ đã thu hoạch nhãn sớm, giá 1 kg bán buôn trung bình từ 45 đến 50 000 đồng kg, bán lẻ từ 60 đến 70 000 đồng kg. Toàn xã ước sản lượng gần 1 tấn nhãn sớm. Đây là những cây nhãn giao hoa tự nhiên không có tác động hóa học. Năm nay do thời tiết có nền nhiệt độ ấm thuận lợi cho những cây nhãn này phát triển, cơ bản nhãn giao hoa sớm đều đạt tỷ lệ đậu quả cao và có chất lượng ngon, cùi dày, độ đường cao, mã đẹp. So với những năm trước, năm nay, trà nhãn này thu hoạch sớm hơn. Ước vụ này sản lượng nhãn trên địa bàn xã Hồng Nam đạt gần 3.000 tấn quả và là năm được mùa nhãn. Nhãn chính vụ sẽ thu hoạch rộ vào đầu tháng 7 âm lịch. Hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp đăng ký để bao tiêu sản phẩm nhãn, đặc biệt là các hộ sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp ở Hợp tác xã Nhãn Lồng Hồng Nam. Nhận thấy giống cam bố hạ mới lạ, năng suất cao, Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, anh Đặng Thành Nhân ở xã Nguyên Hòa, huyện Phủ Cử đã mạnh dạn trồng 600 cây, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bắt đầu trồng từ năm 2014 đến nay, diện tích vườn cam bố hạ của anh Đặng Thành Nhân đã lên tới 1 hecta. Được coi là giống cây trồng không tốn nhiều công chăm sóc, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và hợp đất. Cây thường cho ra hoa vào tháng 2 âm lịch, sau 10 tháng sẽ cho thu hoạch. Đặc biệt đây là giống cam có thể để được lâu mà không cần dùng bất cứ loại thuốc bảo quản, cây cho thu hoạch liên tục trong 3 tháng và có thể bảo quản nơi thoáng mát trong 6 tháng. Hiện trung bình, mỗi cây có thể cho 80 quả, mỗi quả từ 7 đến 8 lạng. Ước tính năm nay, vườn cam của anh sẽ cho thu 20 tấn. Với giá ổn định từ 16 đến 18 000 đồng một kg, trừ chi phí, vườn cam của anh cho thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Cam chủ yếu được xuất đi các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh. Mấy năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Phú Thịnh huyện Kim Động phát triển chăn nuôi bò sữa, đây là giống vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, bình quân mỗi con bò cho thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi năm. Toàn xã hiện có trên 20 hộ chăn nuôi bò sữa, trong đó nhiều hộ nuôi với quy mô hàng chục con như gia đình ông Trần Văn An nuôi 19 con, ông Nguyễn Văn Quyền nuôi 18 con, bò sữa nuôi khoảng 2 năm bắt đầu cho sữa, bình quân mỗi con bò cho thu trung bình 28 kg sữa mỗi ngày người dân thu sữa liên tục 9 tháng trong một năm. Với giá sữa dao động từ 11.000 đến 14.000 đồng một lít, tùy vào chất lượng của loại sữa, thị trường tiêu thụ rất thuận lợi. Người dân chủ yếu bán sữa cho công ty Vinamilk với mức giá cao, đã cho nhiều hộ thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường tại chợ cóc thôn Hạ xã Vĩ và thị trấn Khoái Châu, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu đã chỉ đạo các địa phương này tiến hành giải tỏa dứt điểm để trả lại đường thông hè thoáng và bố trí xây dựng chợ theo quy hoạch để nhân dân có địa điểm mua bán thuận tiện. Nhưng do cách làm chưa kiên quyết, làm lấy lệ của chính quyền xã thị trấn nên đến, đến nay chợ cóc này vẫn chưa được giải tỏa, các vi phạm lấn chiếm ngày càng trầm trọng hơn. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự Trạm cấp nước sạch xã Quang Hưng được xây dựng từ năm 2008 với công suất thiết kế 800m khối một ngày đêm. Với công suất như thế này, đủ để trên 2.000 hộ dân của xã sử dụng nước sạch một cách thoải mái. Tuy xây dựng đã lâu nhưng trên thực tế công trình mới đi vào sử dụng được 6 tháng nay, bình quân mỗi tháng chỉ có khoảng 250 hộ sử dụng tức là hơn 10% hộ dân có nước sạch để dùng. Toàn xã mới có 2 phần tư thôn có nước sạch là quang, xá và viên quang. Vì đưa vào sử dụng muộn, nên nhiều hộ dân vẫn còn thờ ơ với nước sạch mà chủ yếu sử dụng các nguồn nước chưa đảm bảo vệ sinh như nước ao hồ, nước giếng khoan. Trong khi đó, nguồn nước do trạm cung cấp tương đối đảm bảo vệ sinh với giá bán là 6.800 đồng một mét khối. Thời gian tới, trạm sẽ hỗ trợ chi phí lắp đặt cho người dân để nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch trên địa bàn xã. Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt Nam 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khói Châu đã phối hợp cùng Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Tham gia hội thi có 15 hộ gia đình đại diện cho trên 40.000 gia đình hội viên tại 25 xã thị trấn trong huyện. Các gia đình tham gia thi trong thời gian 60 phút với 3 phần thi, cách chế biến trình bày mâm cơm đủ và cân đối 4 nhóm dinh dưỡng, phần thi thuyết trình mâm cơm. Sau 60 phút trổ tài, các đội thi mang đến mâm cơm không chỉ đẹp về hình thức trình bày, ngon về chất lượng mà còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hội thi là dịp để người phụ nữ trong gia đình được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong chế biến nhiều món ăn phong phú. Qua đó, tôn vinh vai trò quan trọng của bữa cơm gia đình có phần gắn bó các thành viên cùng xây dựng gia đình, no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho gia đình anh chị Hoàng Quang Khơi, thị trấn Khói Châu, giải nhì cho gia đình anh Phan Văn Hiến, xã Bình Kiều và các giải khuyến khích. Mời quý vị và bà con đến với một thông tin cùng nhà nông. Thưa quý vị và bà con, hiện đang là thời điểm bà con nông dân chuẩn bị bước vào sau cái vụ mùa. Để đạt hiệu quả cao nhất, bà con nên lưu ý một số biện pháp xử lý đất trước khi gieo mạ. Bà con cần chọn chân ruộng cao, đất pha cát hoặc thịt nhẹ để gieo mạ dược, chủ động tưới tiêu và tiện chăm sóc, sau đó tiến hành làm đất. Đất cần cây ngả sớm, làm sạch cỏ, bừa nhuyễn, bón lót 3 đến 4 tạ phân chuồng, 7 đến 10 kg lân, 2 kg ure và 3 kg kali bột xào. Lên luống rộng 1 m2 đến 1 m4, mặt luống hơi vòng để dễ thoát nước. Hạt giống sau khi xử lý ngâm ủ nề mầm đều là đem gieo với lượng 1 đến 1,5 kg hạt giống trên 1 m2. Bà con cần lưu ý phải thường xuyên tưới nước, giữ ẩm. Thủy sản chiếm tỷ trọng lớn trong ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, do thiếu quy hoạch, những năm gần đây, nhiều hồ nuôi thả thủy sản đã tận dụng nguồn phân bón thức ăn thừa từ chuồng trại chăn nuôi cho thủy sản ăn, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nước, xuất hiện dịch bệnh trên các loại thủy sản gây thiệt hại lớn về kinh tế. Để ngăn chặn tình trạng trên, các hồ nuôi thả cần thực hiện theo các biện pháp sau: trước tiên, cần xử lý kỹ nguồn nước trước khi đưa vào ao nuôi bằng các ao lắng lọc. Sau khi tháo cạn nước vét bùn đáy ao ra khỏi ao, thì dùng một số chế phẩm sinh học có tác dụng phân hủy chất thải trong ao. Điên nuôi với mật độ thưa thường xuyên kiểm tra nguồn nước trong suốt quá trình nuôi, tránh cho ăn thừa thức ăn. Đồng thời trong quá trình nuôi cần cung cấp đủ oxy trong nước, bố trí các thiết bị sụp khí phù hợp, tăng cường sụp khí và tăng oxy vào nước khi cần thiết nhằm duy trì hô hấp của cá, cân bằng hệ sinh thái trong ao nuôi. Thưa quý vị và bà con, vụ lúa mùa thời tiết mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi để các loại côn trùng sâu bệnh gây hại trên cây lúa xuất hiện, trong đó đáng lưu ý nhất là ốc bưu vàng. Đây là loài sinh vật có khả năng sinh sản rất mạnh và gây hại lớn. Để giúp bảo vệ lúa, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và bà con phương pháp xử lý ốc bưu vàng đầu vụ. Ốc bưu vàng là loài sinh vật có khả năng sinh sản rất mạnh, sức gây hại lớn một ốc trưởng thành ăn hết 10 đến 14 rạch lúa một ngày. Mạ non là thức ăn ưa thích của ốc biêu vàng. Ốc biêu vàng sinh trưởng và phát triển ở tất cả các vụ trong năm, nhưng nhiều nhất là vào vụ lúa mùa. Do vậy, ốc biêu vàng là đối tượng gây hại mà bà con nông dân cần quan tâm. lỗi ngại lớn nhất của người nông dân là cái cái ốc biêu vàng đấy. Nhiều khi nếu mà cái cấy mà vội vàng mà ví dụ chiều nay mà cấy xong, đêm nay mà ví dụ nó muộn quá hay bận quá không thể phun được, mà qua một đêm ngày mai ra là thôi ốc nó ăn là vạn luôn. Thế cho nên là ốc biêu vàng là 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 hại lắm cái vụ này là hại lắm. Cho nên bà con nông dân là rất là lo. Khi ốc biêu vàng xuất hiện, bà con thường dùng biện pháp như thu gom bằng tay, dùng lưới ngăn chặn, song hiệu quả chưa cao. Trước thực trạng đó, tập đoàn Lộc Trời đã cung cấp sản phẩm thuốc trừ ốc biêu vàng Anh 12 AGR. Đây là thuốc trừ ốc dạng bả mồi có hiệu lực cao đối với ốc biêu vàng hại lúa. Anh ở dạng hạt nhỏ, lượng nhiều, chậm tan thuốc có tác dụng tiếp xúc, vị độc có mùi thơm đặc trưng, hấp dẫn cao đối với ốc. Khi tiếp xúc với thuốc, ốc tiết nhiều nhất, dẫn đến mất nước không ăn mà chết. Một gói chứa 140.000 hạt dùng cho 4 đến 6 sào. Ốc độc vàng ấy thì chúng tôi uh, lưu ý bà con nên ưu tiên sử dụng các cái sản phẩm mà nó an toàn và thân thiện với môi trường như cái Anhed 12 gr là một cái sản phẩm mà nó rất là thân thiện với môi trường, có thể sử dụng trong cái môi trường canh tác là tôm nuôi cá. Cái thứ hai nữa là nó cái ăn hết nó có cái tính à, dẫn dụ bả mồi nên là nó sẽ thu hút các con ốc nó tới cái viên thuốc cái hạt thuốc sau đó thì nó sẽ liếm và thậm chí là nó ngậm thì sau đó thì con ốc nó sẽ bị bị bị, bị chết và nó là dạng hạt do đó thì cái à, cái hạt chậm tan nên là cái hiệu quả diệt trừ ốc của nó là rất là dài. Do ốc biêu vàng có khả năng sinh trưởng mạnh mức độ gây hại lại rất lớn, đặc biệt là vào vụ lúa mùa, nên có những tiểu ruộng bị ốc biêu vàng ăn hại, bà con nông dân phải cấy đi cấy lại nhiều lần. Hy vọng rằng sản phẩm xử lý ốc biêu vàng an hết 12 agr mà chúng tôi vừa hướng dẫn ở trên sẽ là giải pháp hiệu quả giúp bà con bảo vệ cây lúa, góp phần tăng năng suất, chất lượng lúa cuối vụ. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai thứ Tư, ngày 28 tháng 6 của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thực sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Xã Minh Châu huyện Yên Mỹ làm tốt công tác quản lý đất đai. Hiệu quả mô hình nuôi gà của gia đình anh Đào Văn Nam ở xã Nghi Dân huyện Kim Động. Đoàn viên Vũ Tự Lâm có nhiều sáng kiến cho công tác làm lợi cho doanh nghiệp nhiều trăm triệu đồng một năm xã Phụng Công điểm sáng cho phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở huyện Văn Giang. Nhiều chợ xây dựng xong bỏ không gây lãng phí cho địa phương và doanh nghiệp, trong khi chợ cấp gây mất an toàn giao thông vẫn tồn tại. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.